Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Nhật Bản ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Nhật Bản ạ, sản xuất năm 2008, đó chính là chiếc xe Toyota Corolla phiên bản XLi 1.6 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2008, nhập khẩu và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, vẫn nguyên biển 4 số đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe đấy ạ. Đây là cái phần đầu của chiếc xe đấy ạ. Đèn pha, đầu tiên chúng ta xem về cái cặp đèn pha đấy ạ. Cặp đèn pha này còn rất là mới, rất là đẹp đây quý vị và các bạn nhé. Cái cặp đèn pha này rất là mới, rất là sáng này. Đây là cái cặp đèn pha. Và bên dưới cái cặp đèn pha này thì đã có cả đèn gầm rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, có nguyên cả cặp đèn gầm rồi. Và nói thật với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi mới mua về còn chưa có dọn dẹp, chưa có sơn xước gì cả được. Vẫn còn nguyên những cái vết xước đây ạ. Vẫn còn nguyên vết xước ạ. Xi nhan đã được tích hợp ở trên tai. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài thì nó cũng có xước sát đấy ạ, nhưng mà cũng xước sát nhỏ nhẹ thôi ạ. Đây tôi quay sát cho quý vị các bạn xem ạ. Đây là những cái vết xước về cái phần ngoại thất bên ngoài mà chúng tôi mua về là chúng tôi chưa sơn lại đâu ạ, để cho nó zin. Tại vì đây quý vị các bạn xem này, cái nền nó rất là căng, chủ xe đi cũng xước sát ít thôi, cũng không phải sơn lại mấy, cho nên là nó còn rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái cụm đèn hậu của xe cũng chưa có bị va chạm nứt vỡ hay là xước sát gì đâu. Đấy, đây là cụm đèn hậu này. Đây là cái cụm đèn hậu của xe. Và nhìn từ ba đợt sốc sau thì quý vị và các bạn cũng đã thấy đây ạ. Đây là chiếc xe Corolla phiên bản XLi 1.6 ạ. Phiên bản 1.6 ạ. Và xe cũng đã được trang bị là camera lùi. Camera lùi này là do chủ xe lắp thêm, chứ nguyên bản là chưa có màn hình, nó có đầu CD thôi. Chủ xe đã lắp thêm đầu DVD, màn hình, camera lùi. Và bên dưới đã có cả cảm biến lùi rồi đấy ạ. Rất là an toàn cho những tay lái mới. Tay lái mới thì cần đến trợ giúp rất là nhiều từ những cái cảm biến lùi và camera lùi này. Cho nên là quý vị và các bạn nào, và đặc biệt là chị em phụ nữ đi thì cũng rất yên tâm, vì chiếc xe này thì phần lớn là toàn phụ nữ đi thôi ạ. Đấy, cho nên là có đầy đủ cảm biến lùi, camera lùi. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cả những cái ốp nắp bình xăng này, ốp tay nắm cửa, cả một cái bộ này đấy ạ. Đấy, tuy là chiếc xe này thì chủ xe cũng đã ốp rất lâu rồi, trên những cái phụ kiện ốp thêm này nó đã có những cái vết ố rồi. Bây giờ chúng ta bỏ những cái phần này đi, bỏ những cái này đi, đánh bóng đi, thì là chiếc xe này nó rất là đẹp. Đấy, thì là tôi vẫn để cho nó nguyên bản hết đấy ạ. Chúng tôi là mua về nó như thế nào thì tôi đem ra đây là tôi quay tôi bán luôn, vì bây giờ là nó cũng sát Tết rồi, làm sao mà bán nhanh, thu hồi vốn nhanh để còn nghỉ Tết ạ. Và đây quý vị các bạn xem là cả cái dàn lốp này còn rất là đẹp ạ. Dàn lốp Michelin đấy ạ. Còn nguyên cả một cái dàn lốp mà xin lỗi quý vị bạn, cái dàn lốp này thì là chủ xe cũng đã thay rồi và mới thay, cho nên nó còn rất là dày đấy ạ. Đã lắp thêm với cái dàn lốp này là dàn là Michelin rồi đấy ạ. Đấy, cả một dàn lốp rất là dày, cho nên là quý vị và các bạn nào mà bây giờ mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, không phải lo gì phải thay đồ gì nữa ạ. Đấy, cái dàn lốp này, đây là cái dàn lốp thứ hai mà chủ xe thay đấy ạ. Về cái ngoại thất thì là tương đối là đẹp đấy quý vị các bạn ạ. Vì 2008, sản xuất năm 2008 cho đến bây giờ thì cũng đã được hơn chục năm rồi. Hơn chục năm rồi mà còn được như thế này thì phải nói là chủ xe đi cũng rất là giữ gìn đấy ạ. Ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Đầu tiên chúng ta mở cái cánh cửa trước bên lái ra. Thì thưa với quý vị các bạn nhá, đây là cái phần keo chỉ này. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ nguyên bản hết đấy. Tất cả là keo chỉ còn nguyên bản. Tôi rút cái chìa khóa ra để cho đỡ tít đã. Đấy, keo chỉ nguyên bản này.
từ những cái ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết đấy ạ, và còn rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2008 này và sản xuất tại Nhật quý vị các bạn ạ. Nó có rất nhiều phiên bản nhập khẩu nhưng có cả phiên bản sản xuất tại Đài Loan, nhưng chiếc xe này là sản xuất tại Nhật ạ. Và cái táp bi cửa thì rất là mới này. Tất cả về những cái phần nhựa này cũng đều rất là mới đây quý vị bạn nhé. Mặc dù là chiếc xe này chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy. Do dịp Tết này đến anh em thợ dọn xe rất là nhiều, rất là bận cho nên là không kịp dọn. Tôi còn không đem chiếc xe đi dọn đâu vì nó mất thời gian lắm, mất phải mấy ngày mới xong. Cho nên là tôi không dọn, tôi để nguyên này. Nội thất thì cũng đã được trang bị là nội thất da rồi, ghế da rồi đây ạ. Và đồng hồ công tơ mét đây quý vị các bạn. Tôi bật cho quý vị bạn xem về cái đồng hồ công tơ mét đây ạ. Chiếc xe lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái ra cho quý vị các bạn cùng xem này. Đầu tiên là vẫn là về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, táp bi rất là đẹp. Nội thất da đây ạ. Đấy. Đây là cái phần vô lăng quý vị các bạn nhé. Đây là cái vô lăng này là do tôi bóc cái ốp vô lăng ra cho nên nó có cái vết của cái ốp vô lăng vào đây chứ rất là đẹp đấy, không phải là bẩn đấy chứ không phải là xước đâu nhé. Đấy, vô lăng này rất là đẹp này. Vô lăng thì rất là đẹp rồi. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái đầu Pioneer DVD màn hình camera lùi đấy ạ. Đấy. Tablo này rất là đẹp. Mười mấy năm trời rồi, từ năm 2008 đến bây giờ mà còn đẹp như thế này đấy ạ. Vì chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và biển một chủ từ đầu cho nên là chủ xe rất là giữ gìn đấy ạ. Những chiếc xe mà một chủ từ đầu thì tôi thấy là phần lớn là đều đẹp. Vì là người ta phải giữ gìn lắm thì người ta mới đi lâu như thế. Đấy, rất là mới này. Trần cũng rất là sạch sẽ luôn. Và đây là cái phần cốp sau của xe quý vị các bạn nhé. Đây là cái ốc cốp sau này, nguyên bản này. Keo chỉ cũng nguyên bản luôn này. Đấy, toàn bộ về những cái phần ốc cốp sau này, keo chỉ này, còn nguyên bản hết ạ. Cho nên là không có bị đâm đụng hay là va chạm gì từ cái phía sau nữa đâu ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy, và cái cốp xe thì rất là rộng ạ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi. Chứ còn về cái phần nỉ này, quý vị các bạn thấy chưa? Cái phần nỉ này rất là mới đấy. Chỉ có bám bẩn thôi nhá. Bám bẩn đây chúng tôi còn chưa dọn đây này. Đấy, chưa dọn thì nó hơi bẩn một chút. Đấy. Chưa hút bụi, chưa có dọn dẹp gì bên trong nữa đâu ạ. Nó hơi bẩn một chút thôi. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên phụ quý vị các bạn nhé. Táp bi cửa sau bên phụ này rất là mới luôn. Từ những cái keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản này. Nội thất da thì rất là đẹp rồi. Ốc bản lề cũng còn nguyên hết đấy. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ. Đấy, từ cái táp bi này rất là đẹp này. Ốc bản lề này còn nguyên này. Keo chỉ nguyên bản hết đấy. Chưa mất một phần keo chỉ nữa. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước. Máy móc nguyên bản. Rất là đẹp. Về ngoại thất và nội thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái khoang động cơ của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc đã. Ốc cabo này, đây là cái phần ốc cabo này. Keo chỉ cabo này. Từ ốc cabo đến keo chỉ của cabo đây ạ. Đấy. Còn nguyên bản hết ạ.
chưa phải tháo ra cái cabo này tí nào, cho đến ốc tai này, ốc tai này, ốc đầu xe này cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, đây là cái phần ốc tai còn nguyên bản nhé, chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Đấy, máy móc còn nguyên bản hết ạ, không bị ngập nước, không bị va chạm, máy còn nguyên bản ạ. Và cái xe này thì đã lắp thêm cái đèn ba lát này, đèn ba, đèn led cho nên nó có cái ba lát lắp thêm này, đi đêm cho nó sáng ạ. Máy móc rất là đẹp, chủ xe rất là cẩn thận giữ gìn, thỉnh thoảng hay dọn máy, miếc là tự dọn lấy, cho nên chúng tôi mua về là chiếc xe nó đẹp như thế này đấy ạ. Tôi cũng quen với chủ xe cho nên là cứ lần nào kiểm tra xe của anh cũng sạch sẽ đẹp đẽ như thế này đấy ạ, anh rất là giữ gìn đấy. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Corolla XLi 2008 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 379 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chỉ 379 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Corolla nhập khẩu ạ, sản xuất tại Nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.